Nói tới đôi Tre Cầu Đất là một địa điểm săn mây tuyệt vời khi mà đến tham quan Đà Lạt. Ngoài ra, một cảnh đồng chè mênh mông bát ngát, rồi những cung đường hoa mai anh đào tuyệt đẹp với những cánh điện gió, những tu binh điện gió quay quay. Chúng ta thấy không? Không cần có hoa mai anh đào, hướng đi vô đây là đi đường nào là người ta chỉ cho rất là rõ ràng. Chào mừng quý vị, cô chú anh chị, các bạn đã quay trở lại kênh Đà Lạt Street của Như La Cà. Hôm nay là những dịp cuối tuần, Như La Cà xin kính chúc quý vị, cô chú anh chị, các bạn có những ngày nghỉ cuối tuần thật vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình, người thân và bạn bè. Còn bây giờ mời quý vị cùng đồng hành với Nhân qua những con đường tuyến phố ở ngay trung tâm thành phố Đà Lạt, gửi tới quý vị những cái hình ảnh về thành phố Đà Lạt vào những cái ngày cuối tuần. Và đặc biệt vào dịp này thì rất là nhiều quý vị, cô chú anh chị, các bạn đã quan tâm rất là nhiều tới việc là hoa mai anh đào nở ở đâu và đẹp ở những đâu, để check in chụp hình ở đâu. Thì hôm nay video này Nhân là cả cũng sẽ giới thiệu tới quý vị những cái địa điểm mà chụp hình hoa mai anh đào đẹp. Và đặc biệt một thông tin mà rất là nhiều quý vị quan tâm trong cái đợt này, đó là cái công trình mà xây dựng sai phép ở sân golf Đồi Cù đó quý vị. Thì Đà Lạt cũng như là tỉnh Lâm Đồng hiện nay thì cũng đốc thúc tháo gỡ những công trình sai phép ở sân golf Đồi Cù. Thì chúng ta cũng biết rằng là sau khi mà lãnh đạo tỉnh, nhiều người đã bước vào cái lao lý về vấn đề ở Đà Lạt, và chắc chắn là những cái video trước Nhân cũng đã cập nhật rồi, nào là chủ tịch tỉnh hay là những người liên quan về các cái công trình đô thị ở phía nam Đà Lạt, đặc biệt là khu vực Đại Ninh đó quý vị, thì đã ra Hà Nội làm việc. Và chúng ta cũng biết rằng là ra Hà Nội làm việc là như thế nào rồi. Và cái công trình đó thì hiện nay đang đôn đốc tháo gỡ. Nếu mà không có tháo gỡ trước ngày 25 tháng 1 năm 2024 thì chắc chắn thì sẽ có những cái biện pháp mạnh hơn để tháo gỡ. Và chắc chắn rằng rất là nhiều người dân cũng như là mọi người rất là vui mừng khi mà những cái thông tin này được đăng lên. Và chắc chắn là ai cũng muốn trả lại sân golf Đồi Cù như hiện trạng, quý vị ha. Chào quý vị, đang đứng ở ngay đồi chè Cầu Đất ở phía đồi chè Ô Long quý vị. Có những cánh điện gió này quý vị, quý vị nhìn thấy đẹp không? Hôm nay Nhân vào đây để tiếp tục review những cái điểm tham quan chụp ảnh ở ngay đồi chè Cầu Đất quý vị. Đặc biệt là mùa này là mùa hoa mai anh đào nở. Tuy không đẹp bằng mọi năm, tuy nhiên chúng ta cũng tìm được những cái góc chụp ảnh rất là đẹp quý vị. Mời quý vị cùng Nhân theo dõi. Với những cái thông tin về trung tâm thành phố Đà Lạt, về sân golf Đồi Cù Đà Lạt, thì bây giờ Nhân đang hướng tới một cái địa điểm mà check-in hoa mai anh đào rất là đẹp ở đồi chè Cầu Đất. Ngoài việc săn mây với những cánh điện gió, những tu binh điện gió, thì ở đây hoa mai anh đào nở rất là đẹp. Ở phía tích dưới kia là những khung cảnh của đồi chè Cầu Đất, nơi mà hôm trước Nhân cũng có ghé tham quan chụp ảnh rồi đó quý vị. Đây là chè Ô Long nè quý vị, những cái cọng tươi 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 này là bắt đầu người ta đưa máy vô là người ta hái. Còn phía xa xa là những cánh điện gió đang quay, rồi đồi chè Cầu Đất đó quý vị. Có những đồi chè Ô Long, nhìn những cái hàng rất đẹp luôn. Mai đào năm nay thì nở lác đác thôi, ra lá quá trời lá rồi. Nói chung thì năm nay không đẹp bằng năm ngoái, và đẹp nhất là năm kia. Năm ngoái thì ra hoa một thời gian, xong cái là bị những cơn gió rất là mạnh vùi dập. Những cánh điện gió đẹp không vậy? Đứng ở mày vô mấy góc này chụp ảnh, chỗ nào cũng đẹp hết trơn trời á. Mùa này thì hoa mai anh đào ở ngay trung tâm khoảng tầm 20 ngày nửa tháng hơn nữa thì mới bắt đầu có hoa nha quý vị. Còn ở Cầu Đất thì có hoa rồi. Đó, chúng ta thấy là vừa chụp với hoa mai anh đào, vừa chụp với điện gió Cầu Đất. Đây có một cái cung đường đất nè, rồi dọc dọc xuống phía dưới là hoa mai anh đào cộng với chè
ở phía hướng ngược về hướng này á, thì không có những cái cánh điện gió. Tuy nhiên là cái cung đường đường đất này á, mà khi mà mai anh đào mà nó rộ lên phát là cái đường đất này nó cũng đẹp lắm luôn á. Đây, cây này thì chuẩn bị hứa hẹn là búp mầm quá trời này, mới nở lác đác này, hy vọng là sẽ đẹp đẹp vô bờ bến, đẹp vô bến bờ. Rồi, kết hợp với những cây mai anh đào là cái bách rau phía sau là điện gió, phía dưới xa xa kia có mấy cô đang hái chè. Mỗi cái khu vực á, người ta có những cái bồn mà chứa nước này, quý vị, chứa nước để người ta pha thuốc rồi pha đồ để mà bơm á. Đây, nó có những cái trụ để đựng nước. Bây giờ là 15 giờ, trời nắng nhẹ nhẹ rồi. Đây, chúng ta thấy mai anh đào nó ra lá quá trời luôn. Đây, cây này là vừa ra lá vừa ra hoa luôn, đẹp quá trời đẹp luôn. Đây, zoom gần cho quý vị xem. Yeah, đó, hoa mai anh đào của năm 2024. Đào năm nay thì nở muộn so với mọi năm, không biết là do năm nhuận hay như thế nào. Và lại là thời tiết năm nay nó cũng có nhiều cái sự biến đổi. Năm nay mưa không có nhiều so với mọi năm, quý vị, và thời tiết nó cũng thất thường lắm, cho nên hoa mai anh đào nó cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi thời tiết. Cái cung đường này đẹp không? Chỉ chưa cần chụp những cái cây trơ trụi lá này rồi với một cái màu hoa mai anh đào hồng 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 phía sau thôi là cũng rất là ok rồi, rất đẹp rồi. Cô này cô đang xịt thuốc, bơm thuốc gì. Cây này cũng đẹp quá trời luôn. Cây này nở cây này nở hôm nay, hôm qua nở ít, hôm nay nở cũng ok rồi nè. Nhưng mà mấy cái góc này phải chọn những cái góc ok mới chụp ảnh đẹp. Nhân sẽ selfie phát ra. Đây, chúng ta thấy không, mai anh đào phía sau lưng của Nhân này, đứng vô mà chụp ảnh kiểu này cũng đẹp nè. Đó, lấy bách rau là những cái cây, những cái hoa mai anh đào ở phía trên phía trên này. Wow, cũng đẹp ạ. Đây quý vị, có nhiều cây, nhiều cây nở đẹp. Này mà mới bơm thuốc hả chị? Dạ, bơm bằng máy hả? Và hái cũng hái bằng máy luôn không vậy? Hái bằng máy luôn hả? Dạ. Đây, đường này người ta trồng rất là dày, những cái cây mai anh đào nó dài dài mà khi mà nó ra hoa đều mới đẹp. Còn hôm nay nó ra hoa nó hơi lõi chõi một tí. Tuy nhiên thì cũng về cơ bản cũng đẹp rồi quý vị. Về cơ bản cũng đẹp. Đây, mấy cây này lá ra xanh luôn đây nè. Khi mà lá ra xanh rồi thì đào nó cũng sẽ ngừng ra hoa. Còn cây này thì cũng khá đẹp nè. Hôm nay nó hơi, trời nó đang nắng, nó hơi ngược nắng tí. Đó, chúng ta sẽ đi lại vòng vòng ngay khu vực này. Đây là cái khu đẹp nhất trong khu vực điện gió Cầu Đất. Còn nếu mà chúng ta ra ngoài phía bên kia thì nó chỉ ít cây thôi. Còn bên đây thì có những cái cung đường này tha hồ mà chụp ảnh. Từ trung tâm thành phố Đà Lạt mà đi ra tới đây là khoảng 30 km, quý vị. Khoảng 30 km, cho nên đi rất là xa. Bởi vì xa cho nên Nhân muốn review chi tiết những cái khu vực mà hoa mai anh đào á, để cho quý vị tới để mà chụp ảnh. Chứ mà Nhân cũng rất muốn làm những cái video hướng dẫn rồi về du lịch,
rồi về những cái mùa nào thì có những cái gì đẹp á, để làm hướng dẫn để cho quý vị đi để đỡ mất thời gian. Hôm nay là chiều ngày 12, chiều ngày 12 quý vị ha. Chiều ngày 12 tháng 1 năm 2024. Một chiều thứ 6 cuối tuần rồi. Nhân là muốn làm video này để ngày mai Nhân sẽ đăng lên vào đúng ngày thứ 7 để cho các cái bạn mà đi du lịch ở Đà Lạt á, vào ngày mai thì các bạn sẽ có một cái định hình, một cái nơi để mà vào chụp ảnh. Đây có hai bạn đi vào chụp ảnh hoa mai anh đào nè. Buổi chiều á thì sẽ vắng hơn nha quý vị, chứ mà buổi sáng này đông lắm, buổi sáng người ta tới đây chụp hình đông lắm, và đặc biệt là sáng mai là sáng thứ 7 cuối tuần á, là bắt đầu là người ta vô đây đông 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 quá trời luôn. Chú vẫn đang chụp ảnh với cây đào đẹp nhất ở khu này. Chụp xong cái chỗ đó, Nhân sẽ tới Nhân quay để cho quý vị xem cái cây đào đó, để ngày mai hoặc là ngày mốt hoặc là bữa kia có thể ghé tới để chụp ảnh. Lặn lội mấy chục cây số mà tới cờ đồi chè cầu đất mà không biết được cái cây nào đẹp, cái chỗ nào đẹp thì nó cũng tiếc quý vị ha. Cho nên làm những cái video hướng dẫn cho nó chi tiết. Ở phía trước mặt đó là khu vực nhà máy đó quý vị search đó, cái hỏi người ta con đường tăng Thanh Hà, vô khu vực này là coi như là chụp hình đẹp luôn, đồi chè ô long đó quý vị. Đây là cái khu vực cái ngã ba mà chúng ta đi vào đây để tìm. Ở phía đối diện có một cái bảng là Vibri Farm, rồi ở đây là có một cái bảng chúng ta chụp cái màn hình cái bảng này đưa cho khi chúng ta tới cầu đất, chúng ta đưa cho mọi người xem cái này, kêu là hướng đi vô đây là đi đường nào là người ta chỉ cho rất là rõ ràng. Đó là công ty trà ô long Thiên Sương Đà Lạt, thôn Phát Chi, xã Trầm Hành, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng. Ở phía dưới này nó có ghi nè là điểm nóng check in con đường hoa anh đào, đúng hơn là hoa mai anh đào, và cái mũi tên nó sẽ chỉ thẳng vào đây. Còn những cái cây mà hồi nãy và cái con đường đất hồi nãy là đi về phía bên tay phải quý vị ha. Có cái cánh đứng đây thấy có cánh điện gió này, đi về bên phía tay phải, quẹo bên tay phải là vô cung đường, quẹo xuống là có cái mai anh đào mà cô chú đang chụp á. Và chúng ta sẽ đi vô cái cung đường này. Ngày hôm qua Nhân cũng có review cung đường này, rồi cũng như là có bạn của Nhân tới đây chụp hình, cho nên Nhân cũng dẫn tới đây để chụp hình. Đây là cái cung đường mà nhiều người ghé tới chụp ảnh nhất nè. Buổi chiều thì vắng hơn, buổi sáng thì nó đông hơn. Đó, sáng hôm qua thì có đi qua cung đường này rồi. Nó thích nó mới gặp chứ. Review khoai lang nướng. Đây, cái cung đường này ngày hôm qua Nhân xuống có chụp hình với hoa mai anh đào, rồi có cái nhà ở phía dưới đó. Đây, đường này là nó mình chụp vào mình sẽ thấy một cái màu hồng hồng thôi, chứ nó không có rực rỡ lắm. Đó, chúng ta sẽ thấy những cái góc để mà chúng ta chụp ảnh. Đây, năm nay ra lá rất là sớm cho nên là nó không có được đẹp như mọi năm. Còn phía bên này, ngoài chúng ta chụp hình với hoa mai anh đào, chúng ta còn chụp hình với những cái luống chè này quý vị. Đây, những luống chè này
nhìn thẳng tắp, dài, uốn cong, nhìn cũng rất là đẹp. À, quá đẹp luôn. Đây là cái cung đường trước mặt nè, cung đường dài thẳng tắp, cũng có mấy cây mai anh đào đẹp lắm. Đấy. Đó. Rồi chúng ta cứ đi bộ xuống dưới, coi tìm có cái góc nào đẹp là chúng ta cứ đứng vô là chụp ảnh thôi. Nói chung là đây, đây là đào. Mai anh đào, đó, chúng ta thấy mai anh đào có những con ong, con bướm hút mật. À, chúng ta cũng thấy nhiều người thì đi ô tô, còn nhiều người cũng đi xe máy vượt 30 km hơn để đến đây chụp ảnh. Nên nhiều bạn đi lạc đường, đi tìm lui tìm tới, tới trưa nắng xong chụp hình không được. Quá trời mai anh đào luôn. À, năm nay thì có lẽ là cũng hơi tiếc một xíu khi mà thời tiết đẹp, nhưng mà đúng cái thời điểm này thì mai nở một số nơi nó cũng không có đẹp lắm. Đây, đây mấy cô mấy chị cũng bán đồ ăn thức uống, vào đây check in chụp hình rồi. Đồ ăn thức uống quá trời nè. Đó, mấy bạn đi ô tô vào đây chụp con đường thẳng tắp ở phía dưới, biển gió ở bên này. Còn khoảng chưa đầy tháng nữa là tới Tết rồi quý vị ha. Hôm nay là ngày 12 tháng 1 rồi. Như là chuẩn bị tới Tết ta, lúc đó mọi người sẽ được nghỉ vài ngày, 7-8 ngày đó, nhiều người nghỉ cho hết ra giêng luôn quý vị. Người ta nói là tháng giêng là tháng ăn chơi mà, cho nên là nhiều người nghỉ rồi cho ta ra giêng luôn. Cho nên là chúng ta cũng nếu mà không có bận bịu gì ra giêng đi chơi nó cũng vui quý vị. Và lại là lúc đó thì giá phòng, giá đồ nó cũng rẻ hơn rất là nhiều. À, cô chú đang đi xuống dưới cái con đường hồi nãy nè. À, đi băng ngang qua. Mấy hôm nay, đặc biệt là khoảng 10 ngày trở lại đây á, thì hướng cầu đất này á, ngày nào cũng săn được mây hết quý vị. Dường như là 10 ngày là hết 8 ngày là săn được mây rồi. Sáng hôm nay mấy ngày này vừa rồi nhân coi app thì thấy là ngày nào cũng có mây, mây bồng bềnh. Vừa đi săn mây rồi vừa khi mà nắng lên thì đi chụp ảnh với hoa mai anh đào, kết hợp luôn một buổi. Quá tuyệt vời, dù đi xa nhưng mà cũng không có bị lãng phí. Đây, có nhiều người chụp xong rồi, bây giờ đi về rồi. À, nhân sẽ đi lững thững ngay khu này để review hết những điểm chụp hình, những cây mai anh đào, những cái hiện trạng của mai anh đào tại đồi chè Cầu Đất cho quý vị xem. Và chúng ta chọn cái thời gian đi cho nó hợp lý tới khu vực này. Và trước mặt là cái cây mai anh đào hồi nãy quý vị. Khi mà cô chú chụp hình xong rồi, cái là mấy bạn trẻ này cũng tới chụp ảnh. Đà Lạt hiện nay thì ngay trung tâm thành phố Đà Lạt hiện nay thì hoa mai anh đào vẫn chưa có nở đâu, chỉ nở ở đẹp nhất là hiện nay là đồi chè Cầu Đất. Tuy nhiên năm nay sẽ không có đẹp so với các năm khác, và Nhân là cả cũng nhấn mạnh điều này rất là nhiều trong video này. Thì năm nay không có nở đẹp bằng năm ngoái. Tuy nhiên chúng ta biết những cái góc
những cái vị trí đẹp trong cái video này, thì Nhân cũng gửi tới quý vị những cái địa điểm đẹp ở ngay đồi chè Cầu Đất, và đặc biệt đó là khu vực con đường Tăng Thanh Hà, cũng như là quý vị chụp lại cái màn ảnh mà Nhân là cài giới thiệu ngay khúc giữa video á. Thì quý vị hỏi những người dân xung quanh này, khu vực đồi chè Ô Long, đồi chè của Đài Loan đó quý vị, thì người dân sẽ chỉ cho chúng ta tới cái vị trí này, có những cung đường, có những cái góc đẹp, có những cái man đào đẹp, chúng ta cứ đứng vào những cái vị trí sẽ chụp hình đẹp, vì chúng ta đã di chuyển. Khung cảnh ở đây rất là đẹp quý vị ha. Chúng ta di chuyển rất là nhiều km, khoảng hơn 30 km để đến đồi chè Cầu Đất mà chúng ta không có những cái bức ảnh đẹp thì là một điều đáng tiếc. Và mùa này là một cái mùa mà săn mây cũng đẹp, chúng ta đi sớm săn mây, sau đó khi chờ mặt trời lên thì chúng ta ghé những cái cung đường, đặc biệt là cung đường Tăng Thanh Hà. Chúng ta sẽ chụp ảnh với hoa man đào, sau đó chúng ta quay trở lại thành phố để ăn sáng hay là tham quan du lịch vân vân. Nhưng hướng dẫn cũng khá là chi tiết những cái địa điểm mà chụp hoa man đào đẹp mùa này, để cho quý vị tham khảo để có một cái lịch trình hợp lý quý vị ha. Chúng ta thấy không, không cần có hoa man đào, chúng ta chụp với đồi chè rồi cánh điện gió thôi cũng đẹp rồi. Phía xa xa chúng ta thấy là hoa mai anh đào đang hồng 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 quá trời. Rồi cây mai anh đào bên kia với cánh điện gió đang quay cũng đẹp quá trời quá đất luôn. Wow, ngay góc phía dưới này cũng có cây mai anh đào đẹp nè. Đang cô chủ đang xuống phía dưới này chụp ảnh. Khung cảnh ở đây rất là đẹp quý vị ha. Rất nhiều bạn hỏi Nhân là cà về Mộng Đào Nguyên. Và hôm trước, cách đây khoảng tầm 5-6 ngày, Nhân cũng làm một cái video cũng khá là chi tiết về Mộng Đào Nguyên. Từ đường đi cho tới một cái hành trình rất là gian nan để đến Mộng Đào Nguyên mà để mà chụp những cái bức ảnh đẹp. Thì thật ra, đối với những bạn mà lớn tuổi, bạn gái hoặc là những cô chú lớn tuổi thì có lẽ rằng cái vị trí đó là không có phù hợp, vì đường đi nó rất là gian nan. Và thời điểm hiện tại, ngay thời điểm bây giờ và thời điểm hiện tại là ngày 12 tháng 1 năm 2023, và khi mà quý vị xem video này là ngày 13 tháng 1 năm 2023 vào dịp cuối tuần, chắc chắn rằng là hoa mai anh đào vẫn chưa có nở, cho nên là chúng ta đừng có phí công mà tới đó, và chúng ta chỉ cần tới đồi chè Cầu Đất thôi, hoặc là những cái đường đi xung quanh Cầu Đất hiện nay hoa mai anh đào nở cũng được rồi. Năm nay không có đẹp hơn năm ngoái, vì hiện nay do thời tiết thay đổi và lá của những cây mai anh đào cũng ra nhiều, và những cái cung đường mà đẹp và dài hung hút và một màu hồng rực rỡ sẽ không có xuất hiện nữa, mà chúng ta sẽ chụp với những cây mai anh đào nở lác đác, chụp cây này chơi cây kia, chúng ta cứ di chuyển. Nhân cũng trong một cái chuyến mini tour và đến đây lần thứ hai trong vòng 2 ngày liên tục để giới thiệu đến quý vị những cái khung cảnh đẹp của đồi chè Cầu Đất. Như vậy thì chúng ta sẽ chốt một câu, đó là hiện nay đồi chè Cầu Đất hoa đã nở rất là nhiều, tuy nhiên thì nở lác đác cây này cây kia. Tuy nhiên để có một cái cung đường mà đẹp như mọi năm thì rất là khó quý vị, vì có nhiều cây đã ra lá rồi, lỗ chỗ rồi, cho nên là không có đều đâu, mà chúng ta phải tìm những cái cây đẹp để mà chúng ta chụp ảnh đó. Hồi nãy giờ Nhân đi đã tìm cũng khá là nhiều những cái cây đẹp để mà chụp ảnh rồi. Đó là những cái hình ảnh của đồi chè Cầu Đất ngày 12 tháng 1 năm 2024. Hôm nay Nhân đến và review khá là chi tiết để cho quý vị xem về đồi chè Cầu Đất. Hy vọng những cái thông tin mà Nhân đưa lên đây sẽ giúp ích cho các bạn khi mà đến Đà Lạt tham quan du lịch và tìm hoa mai anh đào để chụp vào mùa này quý vị ha.
Nhưng rất cảm ơn quý vị, cô chú, anh chị, các bạn đã theo dõi video này. Hãy đăng ký kênh để tiếp tục ủng hộ cũng như là theo dõi những video sau của Nhân nha. Còn bây giờ thì Nhân xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong một video tiếp theo về Đà Lạt.